Nhân ngày kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 2019, Bệnh viện Gia An 115 tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí trong 6 ngày liên tiếp từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 2019 dành cho tất cả các khách hàng. Bệnh viện đặc biệt tập trung vào các chuyên khoa sâu như tim mạch, thần kinh đột quỵ, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Người dân đăng ký khám và tư vấn miễn phí qua số điện thoại 028 62 885 886. Bệnh viện Gia An 115 cho biết đây là bệnh viện theo mô hình hợp tác công tư BBB với Bệnh viện Nhân dân 115, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh viện công tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện cũng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt khu vực cửa ngõ phía Tây xây dựng theo chuẩn quốc tế với 367 giường bệnh, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, là bệnh viện thứ hai trong khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La. Đây là khu y tế phức hợp 1.750 giường bệnh, sẽ có tổng cộng 6 bệnh viện cùng nhiều công trình phụ trợ, đặc biệt với 10 phòng mổ và 11 giường hậu phẫu, 4 phòng hồi sức sau mổ tim hở, 1 phòng cách ly, 6 máy thở và 11 máy monitor đa chức năng. Bệnh viện đảm bảo an toàn chính xác cho việc theo dõi bệnh nhân nặng.